Quý vị và các bạn nhận thức đúng vai trò quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường. Thông qua các mô hình, việc làm thiết thực đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu rác thải, chung tay bảo vệ môi trường, tạo không gian sống xanh sạch đẹp. Đây là nội dung sẽ được phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk đề cập cho Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 hôm nay. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và hướng phong trào chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Phú, huyện Eka đã triển khai mô hình ngôi nhà xanh, thành lập các tổ để thu gom kim loại, giấy vụn, hạn chế rác thải, đồng thời tạo nguồn quỹ để giúp đỡ hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi chúng tôi làm được cái mô hình thu gom rác thải thì cũng thấy ấm lòng cho những trẻ em mồ côi, xong rồi từ đó chúng tôi cứ sau những đám cưới hoặc là đi tới đâu mà gặp những rác thải này kia thì chúng tôi thu gom về xong rồi để quyên góp cho các em, những trẻ mồ côi, những trẻ em nghèo khó khăn. Ngoài hội viên còn được rất là nhiều bà con không phải hội viên rất là ủng hộ, giống như là họ muốn lúc có đám cưới thì họ liên hệ trực tiếp với tôi và đến có người tôi vẫn vừa tạo điều kiện cho chị em hội viên thu gom, qua đó thì tôi lấy cái nguồn kinh phí từ cái mô hình thu gom phế liệu này tôi lại làm cái chương trình nhận mẹ đỡ đầu cho ủng hộ cho chương trình trẻ mồ côi, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ý thức được vai trò quan trọng của môi trường đến chất lượng cuộc sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều mô hình lối sống xanh được lan tỏa trong cộng đồng như mô hình đổi sách tặng cây xanh, sử dụng vỏ chai nhựa để làm bình hoa, chậu cây cảnh, mô hình nhà sạch, vườn đẹp, đường tự quản, đoạn đường hoa, dùng làn đi chợ, phân loại rác tại nguồn v.v. Qua đó từng bước thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Là từ trước là thường là mình không chưa thực hiện cái mô hình này thì rác thải nói chung là cũng chưa được gọn gàng, nhưng mà kể từ lúc mà phân loại rác thải thì giảm rất chi là nhiều. Ngày trước thì một tháng là chở 3 chuyến, mùng 10, 20 và 30 hàng tháng, nhưng từ lúc có mô hình thực hiện mô hình tại giờ là một tháng chỉ có chở một chuyến thôi, giảm rác rất chi là nhiều. Bà con chúng tôi thì rất phấn khởi, nhưng mà rất là đứng trước một cái thử thách rất là lớn, là vì là nó là bắt đầu của vấn đề phân loại rác thải, nhưng mà sau thời gian tuyên truyền thì chúng tôi là được cái sự ủng hộ của toàn thể bà con, nên là bà con đã nhận thức ra được vấn đề về môi trường là rất là tốt. Hiện nay ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Việc bảo vệ môi trường của mỗi người bằng những việc làm cụ thể đơn giản hàng ngày đều góp phần hạn chế ô nhiễm, hạn chế rác thải, gìn giữ môi trường sống của chính mình và cộng đồng.